Vâng, xin chào quý chú anh chị đã quay trở lại kênh Chợ Nhật Bãi. Hôm nay em lên tập số 24 về đồ nghề và bonsai. Anh chị bấm nút like và nút đăng ký kênh để cập nhật các tập mới. Chỗ nào thì mình cứ điện thoại hoặc là nhắn tin vào số điện thoại trên tiêu đề thì chuyển khoản đơn trên 300 bên em sẽ bao ship, đơn dưới 300 vô đồng chuyển thêm giùm em 10.000 tiền phí ship, mình ship code. Nhận hàng thanh toán đồng giá là 30.000 một đơn ha. Rồi em xin đi vào chi tiết tập số 10, số 24 bắt đầu từ mã 150. Rồi đầu tiên em lên mã 150 là một chiếc kìm nha chị em. Đây, mã 150 là một chiếc kìm. Cây này thì lưỡi zin nha chị em, lưỡi zin đẹp của hãng là Kribik của Nhật. Cây này anh chị mình thấy còn nguyên lớp ram màu xanh đen ở trên mặt ha, và ngàm xéo. Anh chị mình có thể mình cắt dây kẽm bonsai hoặc là anh chị mình cắt tước dây điện đôi, dây điện ba, anh chị mình tước ra thì anh chị mình xài cây này cũng được. Cán liền lạc màu đỏ ha, Japan của Nhật này. Cây này chốt cho em mã số 150, giá là 120. Chiều dài của cây kìm cắt, cây kìm này thì chuyên cắt cắt bonsai cũng được nha chị em, cắt trực tiếp trên cành bonsai hoặc là anh chị mình cắt kẽm bonsai cũng được, dài 13 rưỡi. Rồi mã số là 150, giá là 120. Anh chị mình thấy ha, ram đen còn nguyên zin, hàng của hãng là Tribic của Nhật. Giờ em test luôn mã số 150, giá 120. Cán liền lạc ngon lành nha chị em, màu còn màu đỏ tươi luôn ha. Đây anh chị mình thấy là lưỡi cắt rất là bén, không có bị lục gì hết ha, cắt từ trên xuống dưới ngon lành. Mã số 150. Rồi em lên mã số 151. 151 thì em có một cây kìm ha. 151 thì có một cây kìm này là một cây kìm cắt của hãng là cây này có chức năng bấm cốt luôn, hoặc là anh chị mình có thể mình cắt nha. Cây này thì mình có thể, cây này thì có thể là mình cắt dây điện sống đó chị, nên là khi mà chị mình thấy là họ có cắt dây điện sống còn rất là mới, nhưng mà do họ cắt dây điện sống nó bị nổ cái lỗ, giống như những cây kìm cho liên tu nên về anh chị mình hay thấy nổ cái lỗ bự là do họ cắt dây điện sống ăn, chứ còn lưỡi cắt rất là ngọt, lưỡi cắt còn bén ngọt đàng hoàng. Chiều dài cây này size 18.7 cm, và cây này thì anh chị mình thấy là cán mới tinh màu xanh nha, của hãng Fujiya của Nhật, có bấm cốt 5.5 và 1.5 luôn ha, ba đầu cốt. Rồi made in Japan này, Fujiya. Đấy, họ cắt lên là nó bị lộ cái nổ, nổ cái lỗ ha. Chứ còn anh chị mình có thể mình chế thành lưỡi cắt cũng được, hoặc là anh chị mình chế thành lưỡi tuốt dây điện. Cây này thì còn khá mới nhưng mà họ xài cắt dây điện sống thôi, chứ còn tình trạng là cắt dây điện nhỏ rất là ngọt nha chị em, nên là anh chị mình cắt dây điện lớn vô tư. Rồi cây này dài 18 cm hơn, chốt cho em mã số 151, giá 170. Kìm cắt của Fujiya có chức năng bấm cốt, lưỡi cắt ngọt ha, có một lỗ thì anh chị mình có thể chế thành tác tuốt dây điện cũng được. Rồi em lên mã 152. 152 thì cây này, kìm này 150 ha, cây kìm cắt 152. Cây này thì thiết kế những cây này là giống như là hàng của Snap-on nha chị em. Anh chị mình thấy cái ngàm nó bự chà bá này. Đó, cây này là của hãng Amon của Nhật ha. Và cây này thì phần cán còn liền lạc màu đỏ. Ngàm như thế này mình có thể mình cắt những đoạn dây cáp, dây đàn piano cũng được, là những dòng dây cứng đó thì mình xài cái này cũng được. Có một lỗ tuốt dây điện zin ha. Và cây này lưỡi đẹp nha chị nha. Cây này là lưỡi zin không có bị hở do là xài nha chị nha. Chiều dài cây này tầm khoảng 16 cm. Cây này thì mình cắt dây điện lớn cũng được, hoặc là dây điện nhỏ, dây đàn piano hoặc là những dòng dây cáp cũng được nha chị nha. Đây, anh chị mình thấy này, những dòng này thép rèm nên là anh chị mình xài bén giữ cạnh rất là tốt. Đây anh chị mình thấy thép rất là cứng nha, thép cứng và lưỡi khít đẹp đàng hoàng, nguyên mặt thép không có bị nhăm rỉ gì hết. Mã 152, giá 150 một cây kìm cắt. Rồi em lên mã số 153. Một cây là 3 là 153 là một cây kìm đời cổ nha chị nha. 153 cây kìm đời cổ của hãng Tốt. Cây này thì anh chị mình thấy là cái nước ram là ram mà kiểu mà ram mịn màu đồng luôn á. Đó, nước ram mịn mà bóng láng nha chị nha. Đây của hãng là heo Việt Tốt này, size 150, dòng đời cũ nha. Cái này thì anh chị nào mình sưu tầm cũng được. Cây này thì có một lỗ tuốt dây điện zin, lưỡi khít nha chị nha, lưỡi khít. Và cây này thì anh chị mình thấy nó hơi có bị nhăm nhăm chỗ này chút xíu này. Đó, mình có thể mình xả nhám thêm cho nó láng nha. Đó, rồi cái này thì chiều dài tầm khoảng gần 16 cm. Dòng này là dòng kìm cứng nha chị nha, dòng kìm cứng và nước ram là màu bóng màu đồng á. Rồi, nên là cái lưỡi cắt nó không có được ngọt như là những cây khác. Lưỡi cắt mình dày dặn cứng cáp. Nếu mà anh chị mình cắt dây điện nhỏ thì nó sẽ ngọt hơn. Dây điện lớn thì anh chị mình phải bấm cái lực nó ngon hơn ha. Đây, cắt dây điện nhỏ rất là ngọt anh chị nha. Đó. Rồi, cái này chốt cho em mã 153, một cây kìm dòng là nước mạ mịn của hãng Tốt, heo vì làm việc nặng này. Mã số 153, 180. Em lên mã số 154. 154 thì em có một cây kìm nguội của hãng là KTC hang. Cây này thì anh chị nào mình sưu tầm cũng được, còn nguyên lớp ram đen ở trên này, ngàm cắt bên, ngàm kẹp bên dưới KTC ha, có cái vân xước này anh chị mình cầm chống trượt bên ngoài. Rồi logo Zozic hàng nội địa Nhật KTC, lưỡi cắt khít. Rồi răng là nguyên zin, răng là không có cấn gì nha, răng nguyên zin đều đặn tăm tắp này. Cái này lớp keo bên ngoài thì không vấn đề gì. Cây kìm
mới nên là em khỏi test cho chị nha. Kìm điện mới, kìm nguội mới của hãng là KTC 21 xăng. Cây này mình sưu tầm cũng được. Anh chị mình thích sưu tầm thì mua cây này cũng được, xài cũng được. Mã số 154 giá là 300. Kìm nguội KTC size 21 cm, hàng mới chưa xài. Em lên mã số 155. 155 thì cây này nha chị em, cây này là 120, cây này là một cây 155 là một cây cần tự động, một phần cây cần tự động 3/8. Cây này là của hãng Koto này. Anh chị mình hay gặp những cây cạo Koto mà cạo chén, cạo hai chân đó, là hàng xịn của Nhật ha. Cây này cái quần nó bằng thép nha chị nha. Anh chị mình thấy này. Đây, anh chị mình thấy cái đầu của nó bằng thép đây này. Đó, nhìn cái màu của vàng luôn ha. Bén cực. Cái này thì răng đàng hoàng. Lưu ý giùm em là mình chỉ vặn theo chiều là ngược chiều kim đồng hồ ha. Còn nếu mà chiều kim đồng hồ cùng chiều kim đồng hồ thì anh chị mình chế sao mình chế lại giùm em ha. Hiện tại thì anh chị mình đang xoay ngược chiều kim đồng hồ giùm em. Rồi, cái này là của hãng Koto của Nhật. Dòng này thì anh chị mình hay mua những cây cạo chén á, là những dòng cạo xịn của Nhật thì anh chị mình biết cái thương hiệu Koto này. Kèm theo cho anh chị là một cái cây nối ha, đầu nối từ 3/8 ra 3/8. Cái này cũng bằng thép anh chị em. Anh chị mình thấy những chi tiết đèn bóng láng này. Thép mịn cứng nha chị em, chứ không phải là dòng thép mà rộp rộp đâu. Cây này nối 3/8 ra 3/8, dài tầm khoảng 7 cm. Rồi cây 3/8 Koto này dài tầm khoảng là 19 cm ha. Rồi combo này chốt cho em mã số là 155, giá là 120. Rồi, em lên mã số 156. Đang hiện tại cùng đang là đảo một chiều là chiều ngược chiều kim đồng hồ giùm em nha. Koto của Nhật mã số 155, 120. Rồi em lên mã số 156. 156 thì em có một cây cạo sên xe đạp ha, cây cạo sên xe đạp của hãng là Hozan 156. Này anh chị mình có đi xe đạp địa hình hay là anh chị mình hay tập thể dục bằng xe đạp á, thì anh chị mình sử dụng cây này, lâu lâu có bị đứt sên á thì mình có thể mình cạo dây sên nha. Hozan của Nhật C70 made in Japan, cây này thì tình trạng đẹp nha. Đây. Cạo sên xe đạp nha anh chị nha. Để em đo cái đường kính để anh chị mình cạo. Đầu là còn đẹp anh chị nha. Đây cái phần đầu bên trong anh chị mình có thể thấy. Để em đo đường kính cái phần mắt sên anh chị mình có thể mình gõ ra được. Rồi, mắt sen là tầm khoảng 3 ly giùm em, 3 ly hơn á, là mình sẽ dùng cây này. Một cây cạo sen xe đạp, chỗ nào mình có thể mình mở ra cái tay quay tay giữ. Rồi cây này mã số là 156, một cây cạo sen xe đạp C70 của Hozan, 156-200, 157. 157 thì em có một cây mỏ lết răng ha, cây này thì răng nguyên zin đẹp này, còn nguyên lớp sơn zin màu đỏ. Mỏ lết răng nhỏ nhỏ size 150 của hãng Hit của Nhật, còn nguyên lớp sơn này, mạ chrome ở trên này còn nguyên zin nha. Đó, rồi. Nói chung là cây này thì đẹp anh chị nhé, đẹp còn nguyên lớp sơn, mạ chrome cũng còn trắng này, thép alloy steel. Rồi cây này size 150 giùm em, để mở ra thì coi mở tối đa được bao nhiêu. Còn nguyên lớp sơn zin màu đỏ rất là đẹp nha, mình sưu tầm cũng được, xài cũng được. Các dòng cạo mỏ lết răng, răng zin này, mình sẽ kẹp được tối đa tầm khoảng 3 xăng nha chị nhé, 3 xăng. Và cây này là size cạo mỏ lết răng 150 của hãng là Hit. Chốt cho em mã số 157 ha, giá là 200. Đẹp nha chị nha, còn nguyên zin như thế này nè, đẹp. Sơn còn đỏ chót và cái này đỏ tươi luôn. Và cái này thì còn mạ còn đẹp, cái phần bánh răng này kia còn mới. Japan của Nhật, hãng Hit, mã số 157 giá là 200. Em lên mã số 158. 158 thì ở đây em có một chiếc. 158 thì ở đây em có một chiếc một bộ mũi phay gỗ cho chị ăn. 158 thì bộ này thì gần như là chưa có xài. Bộ này gồm có 2, 4, 6 mũi nguyên zin như thế này. Chị mình thấy các chi tiết này. Rồi cây này ghi là 20 ha, 20 này, 50 này. Đó. Rồi cây này ghi là 20. Có nghĩa là cái cốt này như là cốt 20. Để em mở ra em xem luôn. Còn nguyên zin chưa có khui như chị ăn. Những cái đầu nó còn cắm vô cái phần nhựa này. Cái này cao rớt không cẩn thận là đứt tay. Rồi nói chung cây này hình như là cốt nó tầm khoảng 6 ly hay là 2 ly, để em mở ra từ từ nha chị nha. Rất là cứng. Đây. Chữ Nhật đầy đủ hoang, cốt là 6 ly chị em. Cốt là cốt 6 ly thông dụng anh chị mình sử dụng này, hàng mới tin chưa sử dụng ha, hàng mới tin chưa xài. Cốt 6 ly giùm em nha chị nha. Cốt 6 ly. Ở trên này ghi là 15 10 50. Nói chung là anh chị mình có thể mình chụp màn hình lại để mình dò thông số ha. Nhưng mà cái size này size thông dụng dễ xài rồi. Cái này hình tròn này, hình cầu bự này, đó hình tròn này, hình tròn bự hơn này, hình vuông bự hơn ha. Ba này cùng dạng, khác nhau về kích thước thôi. Cái này hình nón, hình mũ nên chị mình sẽ khoét như thế này. Cái này hình cầu này, rồi cái này hình mũ như thế này nhá. Rồi kèm theo cho anh chị là một cái này luôn này, cái này dùng điện như để nẹp để anh chị mình gắn vô máy phay ấy.
Và đây có một cái lưỡi phay của Makita đấy ha. Makita cái này thì hàng cũng chưa xài mà để nó hơi có bị nhăm nhăm chân chút xíu. Rồi combo này chốt cho em 246 mũi phay kèm thêm một mũi phay của Makita hình trụ nữa, mã 158 giá 350, hàng mới chưa sử dụng ha, toàn là chữ Nhật thôi. Rồi, em lên kèm thêm chiếc hộp thì nó hơi bị mót anh chị nha. Mã 158 350 hộp mũi phay. Em lên mã số 159. 159 thì ở đây em có một chiếc ba lăng cân bằng 0.5 kg đến 1,5 kg ha, này anh chị mình móc vô máy móc. Và hành trình cáp này là 1 mét anh chị ăn, cái này thì dài hơn ha, anh chị mình thấy cáp bự và dài hơn này. Hành trình cáp dùm em là 1 mét đây đó, cái này thì tình trạng là xài lướt thôi, còn ngon lành các anh chị mình móc vô đồ nghề cửa lê mỏ lết hoặc là máy khoan máy đục gì tầm khoảng 0.5 kg đến 1,5 kg, hành trình cáp 1 mét thì mình xài cái này, hoặc là anh chị mình có móc vô đồ nghề khi mà anh chị mình leo cao leo dàn ráo á, mình muốn giữ đồ nghề thì mình mang cái này cũng được nha. Của hãng là Endo Made in Japan của Nhật, size từ 0.5 đến 1,5 kg, ba lăng cân bằng. Cục này là bự nha chị em, cục này là bự giùm em. Đường kính tầm khoảng là 12.7 cm, và cân nặng của ba lăng cân bằng này là tầm khoảng là 5,5 kg, 550 g. Hoạt động trơn tru hoàn hảo nha chị nha. Đây anh chị mình thấy mọi chi tiết còn đẹp này. Dây rất là mới. Khi mà anh chị mình để chế độ ngừng thì mình để qua cái mức này này là nó sẽ ngừng lại ha. Đó là cái chế độ mà khóa lóc lại, anh chị mình cứ để giống như chế độ khóa lóc lại. Đó. Đó chị ngừng lại cái khúc đầu tiên thôi nha chị nha. Đây khúc đầu tiên thôi. Rồi. Đây. Rồi cái này chốt cho em ha. Mã số là 1,95 lăng từ nửa ký đến 1,5 kg, giá 170. Em lên mã số là 160. 160 thì em qua một cây này. 160 là một bộ đầu tô vít đảo chiều của hãng là Astro Product ha. Thương hiệu này đến từ Đài Loan nha chị nha. Astro Product. Rồi cây này thì hàng chưa sử dụng ha, kèm theo cho anh chị là 2 4 6 8 10 12 đầu ha. Đầu 1/4 này. Những cái đầu dưới này là 6.35 ly, anh chị mình xài cho những cái đầu tô vít, cán tô vít hoặc là đầu vít bắn vít, máy bắn vít Makita này kia cũng được. Rồi, ba đầu hoa thạch ha, đầu lục giác 4 đầu, ba đầu. Hai đầu trừ ha, ba đầu cộng VH123. Ba đầu hoa thạch, hai đầu trừ. Rồi cái này thì mình xài thì mình gắn cho nên mình sử dụng thôi. Hàng cái này thì mới chưa sử dụng nên là anh chị yên tâm mình xài. Đảo chiều ngược lại này, đó. Đảo bật bật nó kỹ kỹ chút ha, là anh chị mình thấy. Này em chưa có chai dầu vô nên là nó chạy ngon lành như thế này. Chưa có nêm dầu gì hết nha chị nha. Không có bị ngược lại. Cán là bằng nhựa mềm màu, nhựa mềm mềm cứng cứng màu đen và cái phần mạ chrome trên phần thép mới tinh Astro Product ha. Gắn đầu vít vô mình sử dụng cái này, anh chị mình hay vặn linh kiện điện tử nhỏ nhỏ thì mình sử dụng cái này, chiều dài tầm khoảng 11 cm. Rồi bộ này chốt cho em mã số là cắm đầu vít cho đây mình xài ha. Mã số là 160, giá là 200. Rồi em lên mã số kèm theo là một cái cây và 12 đầu ha, 12 đầu tô vít 6.35 ly. Em lên mã 161. 161 thì ở đây có một cây, một chiếc thước dài 5,5 m ha, của hãng là Tajima của Nhật. Cây này là 5,5 m nha chị em, 5,5 m. Còn nguyên hộp nguyên siêu như thế này. Đó, chữ Nhật đầy đủ hết ha. Anh chị mình có thể thấy toàn chữ Nhật thôi. Rồi cây này 5,5 m, dòng sản phẩm là HL25-55F. Cây này thì cầm khá nặng đầm tay, móc cũng dây vô treo lên. Dài tầm khoảng là 7.5 cm. Cây này đặc biệt có hai đơn vị là hệ in và hệ mét, nên là anh chị mình có khóa lóc này, anh chị mình bấm ra thì mình khóa cái này ra, gạt ngược ra bên ngoài để mình khóa lại ha. Và anh chị mình thấy có đơn vị là mét ở bên dưới và đơn vị là in ở trên. Anh chị mình muốn xài đơn vị nào cũng được, muốn hệ đo lường của Việt hay là của Mỹ thì cũng được nha. Rồi trên này anh chị mình thấy là 61, 62, 63 tương đương với ở trên kia tầm khoảng 20-21 in. Đó, đẹp nha anh chị nha. Mới tinh chưa có xài, mới tinh chưa xài nào hoàn. Rồi muốn khóa lóc thì chị mình bật cái này qua, đi lại thì mình rút cho ha. Ngon lành. Cái này đẹp anh chị ha, cái này đẹp giùm em, chốt cho em mã số ghi tên mình vô. Mã số là mã số là 161, giá 108. Em lên mã 162. 162 thì em có một cây 162 ha. Em qua một bộ 162 qua một cây mỏ lết. Một cây mỏ quạ. Cây này thì hàng của hãng Sanki, cây này thì ngàm mang cá, cây này ngồi đồng cua đá dày dặn cứng cáp anh chị. Cái này thì tình trạng đẹp nha, còn nguyên lớp mạ chrome.
Rồi răng anh chị mình thấy là răng cũng đều anh chị nha. Răng răng thì có xà lướt chút xíu bên trên, nhưng mà cây này thì răng ngàm còn đẹp để mình sử dụng. Ngàm rất là dày dặn cứng cáp, ngàm mang cá. Cán thì còn liền lạc màu đỏ tươi luôn. San kỳ của Nhật. Chiều dài của cây này là cây size 250, tương đương với lại size là 25, gần 26 cm. Đây anh chị mình thấy nha. Mạ kia còn đẹp, còn nguyên lớp mạ chrome bên ngoài. Răng ngàm đều tăm tắp này. Cây này thì mình sẽ kẹp được tối đa tầm khoảng là 40 phi 40. Rồi, mã số là 162, giá là 220. Kìm mỏ quạ của hãng là Sankey size 250. Cây này thì ngàm mang cá, dày dặn cứng cáp và còn rất là đẹp nha. Em lên mã 163. 163 thì cây một cây kìm mỏ quạ. Cây này là của hãng Canibet ha, cán nhựa cứng màu đỏ cam trong, đỏ trong. Cây này là chất thép vanadin super ha, Germany này, Canibet của Đức. Rồi, cây này thì anh chị mình thấy tình trạng là mạ chrome còn đẹp ha. Cây này thì họ sơn nước sơn để mà đánh dấu đồ cá nhân, về anh chị mình có thể mình xà vệ sinh rửa ra cho nó đi ha. Và với thiết kế mà ngàm như thế này, mình có thể mình kẹp cây này thì hàng xà lướt, răng cỗ vàng du cấn sơn. Thiết kế ngàm như thế này mình kẹp được hình trụ, hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật gì cũng được. Và anh chị mình thấy răng ở trên họ làm tà tà ha, răng trên thì đẹp này, dưới thì có vài cái dấu cấn sơn như thế này giùm em. Rồi bên răng bên dưới nói chung là không có đẹp để sưu tầm, nhưng mà Canibet thì rất là cứng, chất thép có tôi qua dầu cứng nên là anh chị mình xài bền. Đây răng bên dưới có vài cái vết cấn sơ cái răng này thôi. Mình sẽ kẹp được tối đa tầm khoảng là 36 ha. 36 cây này thì cầm nặng. Cán thì liền lạc không có bị bể anh chị ha. Cán này cũng có độ dẻo nha. Cán có độ dẻo đàng hoàng. Cán nhựa rất là dày. Chiều dài tầm khoảng là 25 cm. Cây này chốt cho em mã. Mở tối đa là phi 36 ly. Mã số 163, kìm mỏ quạ Canibet của Đức. Chất thép là vanadin super, giá là 350. Em lên mã 164. Qua một cây búa ha, 164 là một cây búa bi của hãng là Tone. Cây này thì dòng sản phẩm là BH10. Cây này thì hàng xà lướt, đầu còn láng đẹp này. Về mình có thể đánh bóng thêm không thì anh chị mình để cái màu vintage này xài cũng được. Chốt nêm độ keo cứng rồi không có sợ nó rớt. Rồi đầu bi đẹp nha chị nha. Cán là sợi thủy tinh nha, cán sợi thủy tinh trên này có chữ BI này. Nói chung cây này thì là màu vintage, thích thì mình đánh bóng thêm. Cán một cán màu đen, nó chưa chơi nó chưa cái gì, cán màu đen còn đẹp nên chị ăn, cán liền lạc không có cấn dập gì hết ha. Và cây này thì thân sợi thủy tinh ngon lành này. Rồi cân nặng của cây búa bi của hãng là Tone này, cân nặng là khoảng 760 g, 760 g ha. Chốt cho em cây này mã số 164, giá là 300. Tình trạng cây này còn rất là đẹp, dài cán là 32 cm, đường kính đầu đóng là hơn 3 cm. Mã 164 300, búa bi Tone size là 760 g. Em lên mã 165. 165 cũng có một cây này, một cây mỏ led của hãng là KTC ha. Cây này thì anh chị mình thấy ngàm xài lướt, nhưng mà anh chị mình thấy ngàm khích rịch này. Mạ chrome còn bóng láng, KTC size 300, logo Zojig nội địa Nhật. Sưu tầm cũng được, xài cũng được. Những cây này rất là bền anh chị nha. Đó. Rồi. Nói chung là răng bi những cây này thì anh chị mình thấy răng này kia là hoạt động trơn tru hoàn hảo. Là anh chưa có chai dầu luôn á. Này em có phủ một lớp keo kháng rỉ ha. Cái này thì anh chị mình cứ xài bình thường thôi. Anh chị mình không thích cái màu keo bên ngoài thì mình có thể mình thấy đánh bóng thêm để nó ra cái lớp mạ chrome bên trong. Ngàm thẳng đẹp anh chị nha. Cái này chính dơ thôi. Đó, ngàm thẳng không cấn dập giùm em. Đây, ngàm bên trên. Size 300 thì mình sẽ kẹp được tối đa tầm khoảng là 34 ly. Rồi cây này chốt giùm em mã 165, một cây mỏ led size 300 của hãng KTC, tình trạng ngàm đẹp nhé. Ngàm đẹp, mạ chrome cũng đẹp. Nói chung cây này ngon lành. 165 giá 300. Cái này sưu tầm cũng được nha chị nha. KTC thì thép rất là cứng. 166. Em lên một cây mỏ led thép đen ha. Cây này thì tình trạng là gần như là cũng chưa xài. Của hãng là Iraga của Tây Ban Nha. Cây này là Rough Forged thép rèn ha. Đó, đây là mặt thép bên trên nha chị. Do để bãi thì tình trạng nó cũng tầm khoảng 97-98% thôi. Rough Forged này. Nhưng mà thép đen xài rất là cứng cáp. Size 12 inch ha. Fully của Iraga Span Tây Ban Nha. Đó, đồ đó phong dịch đi ra ga. Đây còn nguyên lớp ram bên trên chị, còn nguyên lớp thép đen bên trên này. Ngàm thẳng như chị nhá, ngàm thẳng như thế này, vết cắt cho còn để nó hơi ố do là dính oxy hóa, dính không khí nó màu oxy hóa thôi. Rồi cây này thì size 300. Mình sẽ mở ngàm tối đa. Đó. Này anh chị mình thấy là có dính dầu mỡ bò này, về mình có thể spa cho nó sáng sáng ra chút. Nhưng mà thép đen là size lớn rồi. Đối với cây thép chrome vanadium là dòng thép không có cứng như là thép đen hoặc là thép alloy,
Anh chị mình mua trên Shopee á, giá nó tầm khoảng 750 rồi. Nên là anh chị mình thích mình mua cây này. Cây này là cây thép rèn Dwarf Forest. Mở ngàm là tầm khoảng 34 ly ha, size 300. Anh chị mình thấy ngàm cứng cáp đen thui này, đó, không cánh dập ha, ram đen còn nguyên zin. Rồi mã số là 166, mỏ led đen, thép rèn của Tây Ban Nha. Hàng đẹp, giá 400, 166. Để em lên mã 167. 167 thì có một cây này ha, cây này là một cây kìm tuốt dây điện 167, cây này là của hãng Mary. Cây này là thân nó bằng hai cái cán nó bằng nhôm ha, thân bằng thép. Tìm giùm em dòng sản phẩm là kìm tuốt dây điện Mary VST gạch 50 Japan của Nhật. Cây này trên eBay đang bán hàng cũ tầm khoảng 2 triệu ha. Anh chị thấy cái ngàm này bằng thép mà. Mình có thể tuốt dây đơn, dây đôi hoặc là dây ba cũng được nha anh chị ha. Dây đơn thì mình bỏ vô ba cái lỗ này từ 1.6 ly cho tới 2 ly. Hoặc là anh chị mình có thể mình tuốt dây đôi thì mình bỏ vô hai cái lỗ, hoặc là anh chị mình tuốt dây ba cũng được nha. Đó, nói chung là cây này là hàng xịn hãng Mary. Rồi cây này xài rất là ngon. Cái ngàm này là bằng thép luôn nha chị nha. Anh chị mình thấy cái ngàm tuốt này nó bằng thép này, VS gạch 51. Tìm giùm em dòng sản phẩm Mary VST gạch 50 sẽ ra thông tin cây này. Cây này thì tình trạng đẹp nha chị em, tình trạng đẹp ngon lành đàng hoàng. Đó, ram đen này kia những chi tiết còn mới không nhăm rỉ gì hết. Thân chỗ này bằng nhôm này, bằng thép này. Hai cái tay cầm là bằng nhôm dày dặn cứng cáp. Chiều dài cây này tầm khoảng là 18.5 xăng, 19 xăng chứ. Nói chung là 18 xăng rưỡi ha, tốt cho anh chị mình xem. Cái này như bên em không có dây lớn rồi, dây nhỏ nhỏ không à. Nói chung là dây nhỏ nhỏ mà anh chị nha. Cái dây này lại to quá. Đấy, anh chị mình thấy rất là ngọt, lỗ thứ nhất, lỗ thứ hai. Ba cây này là cùng size nha chị em, tầm khoảng 1.6 đến cho 2 ly nha, 1.6 đến 2. Nhưng mà cái lỗ tốt rất là đẹp nha chị em. Qua dây 3 này. Dây 3 lỗ to hơn nha chị em, lưu ý giùm em, cái này 1.6 dây 3 thì lỗ to hơn. Dây 3 thì là cái size lớn hơn nha chị em, nên cái này tốt dây 2 đây. Đó, dây 1 chứ. Nói chung là lỗ cắt rất là bén nha chị em, cái đường cắt tại vì hai cái ngàm này là bằng thép nha, hai cái ngàm kẹp tốt bằng thép. Rồi, cây này chốt thì em mã mình sưu tầm cũng được. Anh chị mình muốn sưu tầm mua cây này đủ độ mới để sưu tầm. Mã 167 giá là 700. Em lên mã 168. 168 thì có một chiếc thùng đựng này của hãng Tuyo ha. Cây này nặng là hơn 1,6 kg. Mã số 168 giá là 320. Cây này của hãng Tuyo, nguyên một khối như thế này. Thiết kế hình vòm lên là chịu lực tốt nha chị ha. Không phải là những cái lá thép ghép vô. Nguyên thiết kế hình vòm như thế này, anh chị mình xài rất là bền, chịu lực tốt. Ở cân nặng của chiếc này là 1,6 kg này chị em, hơn 1,6 kg. Tình trạng đẹp này, hai cái khóa này, mặt đáy ha, còn mặt đáy mà anh chị mình thấy tình trạng rất là đẹp, còn nguyên lớp sơn zin này, ba cái đầu để không có bị sát, không có bị chảy cái phần đáy hoặc là anh chị mình đây đằng sau ha. Nói chung cái này xài rất là bền, hàng của Toyo, thùng đồ nghề của Toyo. Đó, mặt bên hông đây. Mặt đằng trước thì nó hơi có ố chày chày cái kiểu như là rộp rộp cái nước sơn thôi chứ không ảnh hưởng đến mặt thép. Vậy anh chị mình để vậy mình xài cũng được nha. Hoặc là mình có thể mình thêm một lớp sơn để mà kháng rỉ lẫn là được. Rồi cây này thì nguyên khối nhưng mà rất là nặng nha chị nha. 1,6 kg hơn. Chiều dài của chiếc thùng này mình là tầm khoảng 37 cm. Anh chị mình để đồ nghề dài tầm khoảng 35 cm độ lại là vừa. Chiều rộng tầm khoảng hơn 21 cm và chiều cao tầm khoảng là hơn khoảng là 8.5 cm. Rồi bây giờ anh chị mình coi bên trong nha. Mã số 165, thùng này là 320. Đó, bên trong mới tinh luôn. Đó. Quá trời mới luôn chị em. Đẹp keo luôn nha. Này về xài cũng được. Xài rất là bền, thùng của Toyo. Cái lá thép rất là dày và hình vòm không có ghép nên là chịu lực rất là tốt ha. Có một căn nhỏ bên chị mình đựng ốc vít bù lông con tán nhỏ nhỏ thì mình bỏ lên trên này. Đó, những cái khẩu thì mình bỏ trên này. Rồi cái này trước thì em mã 165 giá là 320. Một chiếc thùng nặng 1,6 kg hơn của Toyo ha. Toyo đàng hoàng nha chị nha. Toyo Twin Box mã 165, 320. Em lên mã 166. 166 thì em có cái này ha. 166 thì có cái này. Hai cái đầu 166 là hai đầu vít PH2 dài của hãng là Sun Flag của Nhật, chiều dài là 11 cm. Rồi cái này thì hàng chưa có sử dụng anh chị ăn, còn nguyên trong hộp như thế này. Rồi anh chị mình gắn vô những đầu vít 6.35 ly mình xài cũng được. Đó, hàng mới chưa sử dụng anh chị ăn. Dài 11 cm, để nó hơi ố thì mình về mình có thể mình chà thêm. Sun Flag của Nhật
đầu dài 11 cm 6.35 ly, xài máy băm vít cũng được hoặc là những cái cán tô vít cũng được. Rồi cái này cặp bé 2 nhân 11 cm chốt cho em mã 166 40.000. 167. 167 thì đây em có một cái lưỡi cưa và một cái lưỡi dao rọc giấy ha, 167. Cây này thì của hãng là cái này 166 16 16 166 rồi nha chị nha, 167 rồi, 168 chứ. 168 là chiếc thùng giùm em nha chị em, 168 nha, 168 là chiếc thùng giá là 320 ha. 169. 169 nha chị nha, 169 là một cái, 169 là hai cây tô vít, hai đầu mũi vít. Giá 40.000 bé 2 11 cm. 170, cây này là 170 giá là 170 ha, giá 40.000, một lưỡi cưa nách, cưa góc kẹt của hãng là KDS cất so của Nhật này. Và một cái dao rọc giấy ha, này không biết mấy lưỡi. Nói chung là như thế này nha chị nha. Một lưỡi đi. Cái này thì lưỡi cưa lách, cưa nhỏ nhỏ tầm khoảng 10 cm. Rồi cái này dùm em KDS, lưỡi cưa cũng dao rọc giấy 170 giá 40.000. 171. Em lên một cái 171 ha, cái này bán mù nha chị ăn. Cái này là một cái đồ để anh chị mình đi dã ngoại cắm trại đó. Đây là một chiếc gọi là cái bếp ga ha. Này anh chị mình rành thì cái này em bán mù. Nhưng mà tình trạng là do em không biết thôi, chứ còn anh chị nào về mình rành thì mình có thể mua về mình xài nha. Đó, này là một cái bếp gọi là bếp ga mini bỏ đi cắm trại. Anh chị mình nối dây vô đây mình xài thôi. Cái này chắc xài bình ga mini cộng thêm một cái đoạn dây nối nữa nữa. Rồi. Thân dưới nhôm, đây chữ Nhật đầy đủ ha. Đó. Chiều dài tầm khoảng là 11 cm, đường kính này tầm khoảng là 6 rưỡi. 171 giá là 200, một chiếc bếp ga mini. Màu nha chị nha. Do em không biết xài đây chứ còn 172. Chứ còn anh chị nào rành thì mình mua về mình xài bình thường. 172, cái này là một bộ con ba hăng. Bộ này thì em thấy là nó xịn này, bộ này thì xịn hơn các dòng kia luôn á. Hộp là bằng thép anh chị ăn, anh chị mình thấy thép bọc nhựa giả da bên ngoài nên nó có chảy ra thì chị mình thấy lộ có thép bên trong này. Chiều dài của chiếc hộp con ba, bộ con ba là 19 rưỡi, rộng tầm khoảng là 9 rưỡi và độ dày tầm khoảng là 2 cm. Bộ này rất là đẹp anh chị ăn, của hãng là The Rapid này, Tokyo Nhật Bản đó. Bộ này rất là đẹp luôn. Cầm cái cây compa lên rất là nặng anh chị nha. Cầm cây compa lên nặng đẹp đàng hoàng. Đó, đầy đủ chi tiết hết. Nói chung là cầm lên là anh chị mình thấy nó nặng trịch à. Như thế này, grab pad ha. Grab pad. Cổ Nhật. Bộ này anh chị mình vẽ cơ khí ha, vẽ bản vẽ kỹ thuật mình xài cái này hoặc ruột bút chì. Đây một cái tròn tròn như thế này. Đây là những cái đầu tròn tròn, đầu nhọn nhọn để anh chị mình thay thế nha. Đó, một cây compa ngắn này, một cây compa trung này, một cây compa dài này. Rồi cái này một cái đầu nhỏ nên chị ăn, để anh chị mình gắn vô đây này. Đó. Ở đây là có những cái chi tiết tròn tròn để anh chị mình thay thế nếu mình bị lạc mất nha chị nha. Hai cái đầu tròn tròn như thế này và một cái cây nhỏ như thế này. Đó, nói chung là như thế này nha. Rồi, kèm theo ở trong đây là anh chị mình thấy, lấy cây dài nhất cho anh chị mình thấy đi. Rất là đẹp luôn. Đó, mới tinh nha. Nó là giống như bằng inox luôn hay gì đó, anh chị không có hít 500 ha. Không biết bằng nhôm hay bằng inox nhưng mà không có hít 500. Và rất là nặng, rất là nặng, chắc là inox luôn này. Bộ này xịn cực kỳ nha anh chị nha. Chiều dài cây ngắn tầm khoảng là 9 cm, cây dài nhất thì tầm khoảng là 14 cm, cây này thì tầm khoảng là 8 này, cây này tầm khoảng là 12 này. Rồi đằng sau này kèm theo cho anh chị mình một bộ thước nha, một bộ thước đo độ này, rồi những cái hình dạng để anh chị mình vẽ cho nhanh á, một cái khăn đó, thước đo độ của Rapid luôn ha. Rồi siêu những hình dạng ha. Đây cái hộp đó bằng nhôm luôn anh chị, giống như bằng thép luôn này đó, chứ không phải bằng nhựa nữa. Rồi bộ này chốt giùm em một bộ compa mã số là đẹp, khăn sưu tầm cũng được, anh chị mình tặng cho các bé mà đang học kiến thức kiến trúc kỹ thuật cái gì kỹ thuật cũng được. Mà 172 400. 173 thì em lên một chiếc 173 anh chị ăn. 173 thì lên một chiếc máy câu ha. Đây chiếc máy câu, chiếc này thì 173, cái này anh chị mình câu lu 173, câu lu câu kéo câu rê đấy. Cái này thì hàng Japan của Nhật, của hãng Daiwa, dòng sản phẩm là GS10.
Cái này thì hoạt động trên chu hoàn hảo ha. Rồi gắn máy câu vô mình xài thôi. Câu rê. On off này. Off. Nói chung là hoạt động cái này rất là nhiều nút anh chị em. Khóa. On off này kia, đủ hết ha. Nói chung là đủ hết. Bên này cũng có cái nút để anh chị mình tăng đưa hay gì đó. Micro control này, đó. Rồi. Đẹp anh chị em, rất là nhiều nút điều khiển luôn. Cái tay quay mới tinh này. Rồi tìm cho em dòng sản phẩm là Daiwa ha. Daiwa GS10 sẽ ra thông tin cái này. Cái này thì hoạt động trơn tru hoàn hảo như thế này. Chốt cho em máy câu Daiwa mã số 173 250. 174. 174 đem qua những bộ mũi phay chip tiện ha. 174 thì có một cái mũi mũi máy tiện máy phay đấy anh chị. Đó, cái này thì anh chị mình thấy giùm em như thế này ha. Đây. Đầu hợp kim nha anh chị em, đầu hợp kim hết, anh chị mình thấy đen thui một cái cục như thế này. Và thép hợp kim rất là cứng ha. Cái này giống như hình tam giác này, ba cạnh này, vát như thế này. Đây. Rồi ha. Dài tầm khoảng là 11 cm và đường kính này thì tầm khoảng là đường kính tầm khoảng là 15 ly giùm em anh chị nha, 15 ly. Rồi cái này chốt giùm em một chiếc mũi tiện máy phay mã số 174 giá là 350 hợp kim ha, và đầu còn đẹp nguyên anh chị mình thấy. Đó, một cái cán cộng với lại hai cái đầu này luôn. Gắn vô mình xài thôi. Rồi mã số là 175. 175 thì em có cái này nha anh chị ạ. 175 thì đây là một chiếc đế ha. Một chiếc đế máy tiện ha. Cây này thì anh chị mình thấy giùm em. Đó, cây này thì tình trạng đẹp, không có bị nhăm rỉ hoặc là cấn chứ nào hết. Mình xem kỹ rồi mình chốt nha. Cái cốt ở giữa này tầm khoảng là 12 ly giùm em, cốt 12 ly. Còn phụ bì này là 3 xăng. Còn phụ bì bên ngoài như thế này tầm khoảng 6 xăng. Về độ cao á, tổng chiều cao là tầm khoảng là hơn 4 xăng. Rồi, chiều dài giữa các chân thì anh chị mình thấy ở trong này tầm khoảng là 8 ly ha. 8 ly. Giữa hai chân nhỏ thì tầm khoảng là 24 này, hai chân to bên này thì tầm khoảng là 42, còn lọt phổ bì bên ngoài là còn gần 6 xăng nha chị nha. Đó, lưu ý giùm em. Rồi, cây này thì láng bóng, không có nhăm rỉ gì hết, không có bị cấn dập gì hết ha. Đầu đẹp, đẹp. 1 2 3 4 như thế này. Cân nặng của chiếc đế tiện này tầm khoảng là 420g nha chị em, 420g. Đường kính 6 xăng, chốt cho em mã 175 giá là 900. Em lên mã số 176. 176 thì em đây em có một combo ha, những cái đầu chip máy tiện máy phay mã số 176. 176 ha chị em, đây là có 7 hộp anh chị em. 176 giá 800 và anh chị mình thấy này. Cái này hàng của Mỹ chưa có xài ha, còn nguyên cái siêu này, chưa có bóc siêu luôn á, còn nguyên siêu luôn ha. Và anh chị mình thấy những cái hình tam giác ha, những cái chip hình tam giác của hãng Valente. 1 2 3 4 2 4 6 8 10, 10 mũi anh chị ạ. Dòng sản phẩm là 35mm ha, 35mm đó. Đây, hàng của Mỹ luôn nha chị nha. Hàng mới chưa xài luôn. 10 đầu rồi. Hộp này anh chị mình mua không là chắc cũng tầm khoảng 800 ngàn đấy. Rồi kèm theo cho anh chị chiếc hộp, nói chung là bộ này tới 7 hộp lận nha chị em. Đây là chiếc hộp của Nhật. Mở bên trong cho anh chị mình xem luôn ha. Cái này cũng còn nguyên siêu này. Cái này thì tới rất là nhiều nha chị em. Cái này thì chắc hàng xả lướt nhưng mà đầu còn đẹp nguyên như thế này giùm em. 2, 4, 6. 6 với 4 nữa là 10 nha chị em, 10 chiếc. À, những bộ này rất là mới nên gần như chưa có xài. Hai hộp cho anh chị nha. Rồi hộp thứ ba là size lớn giùm em nha. Hộp thứ ba size lớn của hãng là Tung Alloy Toshiba này, Tung Gala Alloy Nhật hàng Tokyo Japan. Rồi bộ này cũng 10 cái size lớn giùm em nha chị nha. 10 cái size lớn giùm em như thế này. Những cái đầu vuông vức hết nha anh chị em, rất là đẹp nè, đó. TH10 ha, TH10. Rồi, bén nha chị nha. Hợp những cái đầu này hợp kim rất là mắc tiền luôn á. Vô đầu nào này. Rồi, ba hộp này nha chị nha. Hộp này cũng là Tung Alloy của Toshiba của Nhật.
Rồi cái này thì đầu nhỏ nhỏ như thế này giùm em nha chị em. Đầu nhỏ nhỏ như thế này giùm em. Rồi cái này là ba hai cái hình vuông và 2 4 5 hình tam giác anh chị nha. Bộ này thì hình vuông anh chị em, hình vuông mà thiết kế như thế này 2 4 5 đầu nha, 4 5 đầu hợp kim. Tất cả là đầu hợp kim hết ha, tung vào loa của Nhật này, tung vào loa của Nhật ha. Rồi. Rồi cái này hình tam giác được 9 đầu anh chị em, 9 đầu tam giác như thế này giùm em. Đó, hàng mới ha, hàng mới đẹp đàng hoàng. Rồi bộ này, combo này chốt cho em, đầu chip hợp kim, máy tiện, máy phay, mã số 2 3 4 5 6 7, giá 800 ha. Rồi, một mã 16 176 giá 800. Em lên mã 177. 177 thì em có một cái 177 nha chị em, 177 là có một combo gồm có hai cây tăng cáp ha, hoặc là anh chị mình xài để mình nói chung là cây này là bằng inox anh chị em, hai cái cây tăng cáp là bằng inox, chỉ có hai đoạn móc xích này là bằng thép anh chị em, mạ chrome bên ngoài hai đoạn này là bằng thép thôi, còn lại là phần này là inox của Asano ha, một hãng về những đoạn cáp hoặc là mani nổi tiếng của Nhật này, Asano này, cây này là bằng inox ha, Asano 12. Rồi combo này nặng tới 3 ký 4 nha chị em, 3 ký 4 đã rất là nặng, 3 ký 4 chạy ra một cây là màu 3 ký 4, 3 ký 4 inox nha chị nha, tổng thể cả dây xích là 3 ký 4 mà một cây như thế này để ra là một cái 3 ký 4 là một ký rưỡi 1 ký 7 ha, mã số là combo hai cây là 700 nha chị ha, tăng cáp inox này anh chị mình xài cho mình cậu cây hoặc là anh chị mình xài để mình dằn cột này kia cũng được, hoặc là xài trong trường hợp mà an toàn cứu hộ gì cũng được nha. Inox mã số là 177 giá là 700. Một cặp nha chị ha, 177 700 một cặp. Đoạn dây xích này dài là khoảng 6 tấc anh chị em, 6 tấc hai cây. Còn đoạn nói chung là đoạn kia thì nó ngắn hơn chút xíu anh chị em, ngắn hơn chút xíu như thế này giùm em, ngắn hơn hai mắt. Rồi. Cái cây tăng này thì ngang như thế này, cây ngang như thế này tầm khoảng là 15 xăng ha, 15 16 xăng. Còn chiều cao mà anh chị mình rút gọn á nó tầm khoảng 3 xăng anh chị em, 30 xăng. Còn nếu mà anh chị mình tăng đưa ra thêm á, mình tăng đưa ra thêm thì nó cộng thêm được khoảng mỗi bên khoảng 6 xăng nữa, là tầm khoảng là 42 xăng ha. Đó, tầm khoảng 42 xăng, bên này tăng gần hết này, là tầm khoảng 42 xăng, còn anh chị mình rút gọn lại thì nó tầm khoảng 30 xăng. Và cái này là bằng inox anh chị em, hai cái cây này là bằng inox, chỉ có hai cái đoạn xích này là bằng thép thôi ha. Đó, Asano 12. Rồi combo này chốt cho em hai cây tăng cáp, mã số là 177 giá là 700. Đây. Đó, Asano 12 ha, Asano 12. Thương hiệu đến từ Nhật inox ha. Em lên mã số 178. Rồi 178 thì em có một cây. 178 thì em có một cây này là một cây con lăn con trượt ở trên xà gồ ha. Cái này thì dùng để anh chị mình sẽ đấu ba lăng ở bên dưới. Rồi ví dụ như cây ba lăng này, anh chị mình sẽ móc vô đây và anh chị mình treo lên cái thanh trượt ở trên xà gồ trên trần nhà đó ví dụ. Thì anh chị mình sẽ móc vô đây mình xài nha. Đó, mình sẽ móc vô đây mình xài như thế này để mình trượt. Cái này anh chị mình trượt thêm trên cái các thiết bị cam lăn trên những cái xà gồ hình tròn hoặc là hình chữ nhật, hình tam hình chữ nhật cũng được ha. Cái này là của hãng là HHHPQ350, tải trọng được tối đa là 350 kg nha chị em. Nói chung là mình dùng để mình treo treo ba lăng á, hoặc là anh chị mình treo để mình cậu lên. Rồi em quên em lưu hình qua này. Cái ba lăng cậu như thế này, anh chị mình đợi em xíu ha. Gọi là con rùa đó chị, gọi là con rùa móc đó. Con rùa móc, cây này mình mua mới như là 20.000 yên là chạy ra tầm khoảng là 3,8 triệu ha. Nên là anh chị mình thích mình chốt cái này về
mình sử dụng ha. Con rùa để anh chị mình móc ba lăng như vậy nha, hàng của hãng HHH ha, hàng của nhà tính chị mình đảm bảo an toàn nha chị nhé, đảm bảo an toàn đó. Giá này thì rất là mềm rồi, và cái này còn nguyên lớp sơn zin màu cam luôn. Cục này nặng là 3,9 kg nha chị em, 3,9 kg nha, hãng HHH. Con rùa để anh chị mình tải ba lăng. Rồi này, còn nguyên lớp sơn zin màu cam anh chị em, GQA ha, GQA GIS của Nhật này đó. Và cái này là tem nhôm luôn, tải trọng để anh chị mình móc có ba lăng cộng thêm hàng hóa bên dưới là 350 kg nha. Đó, còn nguyên lớp sơn zin, còn cái này thì mình sẽ móc cái ba lăng vô, nó xoay 360 độ này. Còn con lăn này là con rùa ở trên, nó sẽ lăn, nó trượt ở trên cái phần mà xà gồ ha. Ở đây thì anh chị mình thấy là hơi có dính nước, hơi có nhăm nhăm chút xíu, thì anh chị mình về mình có thể mình spa và anh chị mình có thể mình hàn gia cố thêm ha, hoặc để vậy mình xài cũng được. Thì mình tải tầm khoảng 200-250 kg độ lại giùm em. Nói chung cái này mình spa chút xíu. Đây phần trên phần thép này là hàn, hàn giống như hàn sắp thép lại thôi ha. Rồi giờ em đo thông số, mã số là 178 ha, giá là 550. Một con rùa, hàng anh chị mình mua hàng đây, cái chốt nó còn mới tinh này đó. Dài tầm khoảng là 21 cm, dài 21 cm, rộng thì tầm khoảng là 16 cm. Rồi cái này chốt giùm em, tem nhôm của hãng HHH của Nhật, 16178, giá là 550 ha. Bản thân nó nặng là 3,9 kg, chi tiết đẹp như thế này đó. Này hàng xài lướt thôi, 20.000 yên chạy ra tầm khoảng là 3,7 triệu, 3,8 triệu rồi ha. Đó như thế này. Rồi mã số là 178, 550 con rùa treo ba lăng, 179. Ở đây em có một chiếc ba lăng của hãng là Vital ha. Vital, cây này là tem nhôm Make in Japan, được sản xuất tại Nhật anh chị em. Make in Japan, cây này nặng là 500 kg ha. Vital, cây này tổng thể dây xích kéo, dây xích tròn anh chị mình kéo là dài 5 m, còn dây xích tải là 2,5 m nha. Anh chị mình tải là được 500 kg. Và cái cây này với anh chị mình xài chung là con rùa, đó là mình có thể mình ra những ví dụ anh chị mình để treo ở trên cây, đi rừng đi rẫy mình treo trên cây, những cái cây bự rồi anh chị mình dùng để mình cậu nông sản lên cũng được. 1/2 tấn, 500 kg, Vital, Make in Japan, mã số là 179 ha, 179. Rồi nguyên khối cây này là nặng là 8,3 kg anh chị em, 8,3 kg, tình trạng còn nguyên lớp sơn màu cam ha, màu vàng cam đẹp, ốc là còn màu cầu vồng anh chị em, ốc là còn màu cầu vồng, tem nhãn đầy đủ ha. Rồi Vital, Made in Japan, sản xuất tại Nhật nha chị nha, hàng sản chuẩn Nhật dòng hoàng dùm em. Up down đây anh chị mình thấy ha, xích là thép rèn nên là độ có độ cứng, độ tải đến chị mình tải 500 kg, đó là kỹ thuật của nhà sản xuất. Còn nếu mà họ test thử lúc mà họ chưa có ra xưởng thì nó thường thường họ sẽ test cái độ nặng nó cao hơn, ví dụ là khoảng 600 kg. Dây xích ngon nên chị ăn, dây xích mới tinh này đó, nói chung là cái này đẹp. Rồi hai đoạn xích ha, nước sơn zin ở mé trong là đẹp hết anh chị nha. Giờ tới đoạn xích, đây là cái đoạn xích tải anh chị ăn, đoạn xích tải. Đó anh chị mình thấy đoạn xích tải là thấy còn nguyên cái màu thép, còn nguyên mặt thép, không bị nhăn rỉ ha. Xích còn rất là mới, đủ tải đảm bảo an toàn cho anh chị là 500 kg nha, 500 kg. Đây anh chị mình thấy mới tinh này, không có bị nhăm rỉ gì hết ha, mới tinh. Rồi cục này, đây là đoạn xích kéo, là thường thường anh chị mình kéo tầm khoảng 200 kg thì cái lực anh chị mình kéo rất là nhẹ, nó tầm khoảng chục ký độ lại thôi ha. Mình sẽ kéo như thế này đó, để anh chị mình kéo cái dây này thì cái tải nó sẽ tăng nâng đồ lên, nâng 200 kg thì cái lực của anh chị mình kéo này tầm khoảng chục ký thôi, rất là tiết kiệm được sức của anh chị mình ha. Ví dụ mình tải đồ 50 kg mà mình nâng cái bao lúa lên mà 50 kg mà mình tự nâng thì nó rất là nặng, mà anh chị cầm cái này anh chị mình kéo lên thì rất là nhẹ ha, rất là tiết kiệm sức, làm hoài bể sức luôn. Cái này anh chị mình cậu nông sản hàng hóa, hoặc là anh chị mình đi mình cho thuê cũng được ha. Muốn này anh chị mình có làm bên bonsai hoặc là cửa hàng vật liệu xây dựng đó, anh chị mình cho thuê đồ cậu cũng rất là ngon, cho thuê vài lần là kéo vốn rồi đó, kéo ha. Rồi, đẹp nha chị nha, dây xích móc cũng đẹp nha,
Rồi cái này trước thì em mã số là 179, giá 179 nha. Rồi, nặng là 8 kg 179. Rồi em lên mã số 180. Qua một ít đồ bếp ra bonsai nha chị nha. Qua 180 đồ bếp ra bonsai. 180 thì em có một chiếc này là một chiếc khò ga, 180 khò ga này chị mình lắp bình ga mini Việt Nam vô xài, hàng chưa xài là tất cả bằng đồng hết của Soto đồng hoàng anh chị ha. Đồng. Cái IC nhạy nha chị nha. IC ở dưới nha chị nha, đó. Rồi, bằng đồng anh chị ha, cái này mới tinh chưa có xài chưa thấy nám lửa luôn á. Soto của Nhật ha, Soto. Rồi cái này nha chị ăn gắn bình ga Việt Nam vô xài thôi, cái này rất là dễ xài được, cái đầu này gắn bình ga Việt Nam vô xài được rồi. Rồi chiều dài cái này tầm khoảng là 15 cm, chốt cho em mã 180 giá 380. 181. 181 ha, qua một cây. 181 ha, một cây anh chị mình 181. Ở đây em có một chiếc khui nắp hộp ha, nắp hộp nắp bia này, nó không được khui nắp bia, nắp hộp khui bia. Rồi cái này thì bằng ga nha chị ăn, hàng thì phiên bản giống như phiên bản kỷ niệm ha, tay vô có hình con chim, có hình con cá mũi nhọn này, cá kiếm này, đằng sau này có hình gì nữa ha, đó, nói chung là bằng ga và có một lớp màu xanh bên ngoài, chiều dài tầm khoảng 17 cm, cái này chốt giùm em bằng ga rất là nặng, khui bia, 181 70.000. 182 rồi, 182 anh chị em, 182 thì hôm nay em có một cây 182 là một cái lưỡi dao ha, 182. Cây này hàng chuẩn vát một mặt cho tay phải anh chị em, cây này hàng chuẩn vát một mặt cho tay phải giùm em. Thì em bán cái lưỡi về anh chị mình tự lên cán ha, cái này hàng chuẩn rất là bén. Cây này bén cực kỳ. Nhưng mà vát một mặt anh chị mình tay trái mình không xài nha. Mặt thì nó hơi có vài cái vết nám sơ không ảnh hưởng nhiều anh chị em, cái này là do để nước nó hơi ố sơ bên ngoài thôi. Đó. Nói chung là sống chung nhưng mà cây này thì bén cực kỳ. Hai lớp thép anh chị. Đây đừng tách lớp bên dưới này. Cái này anh chị mình làm dao phi lê, mình phi lê giống như sao sashimi cá cũng được. Chiều dài lưỡi bén là 21 cm ha, còn dài tổng như thế này là 28 cm, thì anh chị mình có thể mình cắt theo cái đường này, mình hàn tan gắn cán vô mình xài. Rồi bản rộng là 2 cm anh chị nha, để em đo lại cho chính xác luôn. Lưỡi vát như thế này rất là dày, này mình có thể mình chặt nhẹ cũng được, này thì thích hợp cho anh chị mình làm bên cá. Chiều dài lưỡi 28, bản rộng là 3 chấm, bản rộng là tầm khoảng 3.3 và bén nha chị nha, bén giùm em đừng có cầm như lưỡi, lưỡi là cũng đã mài cũng đã bén bén rồi đó. Độ dày là tầm khoảng 4.5 ly gần 5 ly. Rồi cây này là hai lớp thép anh chị mình có thể thấy này, đó đường tách lớp đầy đủ, bản rất là bự nha, bản 3.2 3.3 lận, lưỡi bén cực kỳ. Lưu ý về có làm cá thì kỹ bọc có lưỡi là giùm em thôi, đứt tay. Rồi cây này mã số 182, giá là 350 một lưỡi dao. Cái này thì hàng nó là hàng kia đó, 183 mình có thể sưu tầm cũng được. 183. Cây này là một cây kéo bông lúa nha chị em. Kéo bông lúa cây này thì gần như chưa có xài. Còn nguyên lớp sơn zin ở trên phần cán này, có phần tang kèm theo luôn, soya buro bông lúa. Rồi cây này thì mình sưu tầm cũng được xài cũng được ha. Nó hơi ố chứ không có bị nhăm nha chị em. Lưu ý về mình thích bóng thì mình xả nhám thêm. Cái này em mới có trà sơ bằng tay có chút ép thôi. Mình có thời gian kỹ mình trà thêm nha. Nhưng mà cây này thì size đẹp, size 22 cm. Nhưng mà lực cắt rất là lớn nha chị em. Chốt đồng, cây này tình trạng là phun zin lưỡi. Đó, nguyên mặt thép luôn. Ố sơ thì mình về mình xả nhám thêm thôi. Chà tay anh chị nha. Bên em cây này cũng chà tay luôn. Chiều dài là 23.2 cm. Cây này thì anh chị mình cắt dày cũng được, mỏng cũng được, cắt nguyên chùm cũng được. Đó. Nói chung là cắt nguyên chùm cũng được nha. Đó, đây là bấm mũi nha chị em. Em đang bấm mũi cho anh chị mình thấy. Đó. Còn cắt nguyên cây nha. Đây. Rồi, kéo bông lúa thì anh chị mình biết rồi, mua mới tầm khoảng 2 triệu mấy, chắc phải 3 triệu mấy. Thì anh chị mình có thể mình chốt cây này ha, full zin lưỡi size 23.2 cm. Thông số của nhà sản xuất là ghi 22. Rồi còn nguyên lớp sơn zin ở trên phần cán, mình có thể mình đánh bóng chút xíu mình sưu tầm hoặc là anh chị mình có thể đi tặng cũng được nha chị em. Kéo bông lúa mã số 183 400. 184. Rồi 184 ha, em lên một cây 184 dao rồi ha. Đây, cây này, một cây kéo này là cây kéo hai lớp anh chị ăn, lớp thép, lưỡi là lớp thép đen lên là lớp anh chị mình xài bén giữ cạnh tốt.
Còn lớp ở trên là lớp thép ốp khung rỉ anh chị ăn. Kéo nhà thường thường anh chị mình sẽ thấy hai lớp thép giùm em, làm như do bếp vậy. Rồi cây là cái phần cán anh chị ăn, mã số là 184, giá là 300. Cây này thì size lớn, không có đẹp sưu tầm nhưng mà mình xài rất là ngon. Chiều dài cây này tầm khoảng 24.8 cm. Cây này là dòng ốp khung rỉ ha. Anh chị mình thấy cái chốt y chang cái cây hôm qua này, dòng là dòng ốp khung rỉ đó. Đó. Kèm theo là anh chị mình thấy có một cái bông để anh chị mình thấm dầu để mình bảo quản. Tại vì phần lưỡi kéo bén ở bên dưới là lưỡi kéo có thép này, thép có rỉ để mà giữ cạnh giống như xe Yasugi ấy. Nên là anh chị mình xài xong thì anh chị mình áo sơ một lớp dầu để bảo quản. Không thì để khô ráo cho em nha. Cây này size là 24.8. Đây bấm mũi đi anh chị. Ngọt nha. Đây bấm mũi rất là ngọt nha. Đó. Nói chung là kéo rất là bén rồi, rất là ngọt rồi. Em cầm là nguyên một tấm vải. Đây, em mới cắt xong này. Dày quá nha chị nha. Rồi, cắt nguyên. Cắt ngọt cho chị ăn. Đó. Tại vì né né tay ra sợ đứt tay. Rồi, cái này xài không cẩn thận dễ dễ vô tay lắm. Rồi, cái này chốt giùm em, mã số là 184, giá là 300. Lưỡi kéo thẳng không có bị mẻ dăm gì nha chị nha. Nó vào cái vết chân kim nhẹ nhẹ thì mình xài cứ xài thôi. Đó, không có đẹp sưu tầm nhưng mà xài rất là bền. Cái này lưỡi cũng còn rất là đẹp nha chị nha. Đây, mã số là 184, giá là 280 luôn. 280. Rồi em lên mã số là 185. 185 qua một cây kéo bếp ha. 185 cây này, 185 là một cây kéo bếp của Nhật Daiwa. Cây này thì mình có thể mình mở cái ốc này ra để mình thành hai mảnh để mình mài dao mài kéo ha. Rất là dễ mài, còn không là con tán thì nó sẽ khó mài hơn tại vì không có gỡ được. Chiều dài là 20.5, cây này thì anh chị mình cắt bịch ni lông cũng được nha. Cái này đảm bảo cho anh chị mình cắt bịch ni lông cũng được. Đó, cắt tới tới mũi luôn. Thì mặt cũng đẹp nha chị ăn, có vài cái vết ố sơ anh chị ăn. Đây, này thì mình cứ rửa sạch cát lên là được nha chị ăn, không có ảnh hưởng gì nha. Anh chị mình xem kỹ giùm em. Nó hơi có vết và cái vết chân kim nhẹ thôi, chứ còn full zin lưỡi lưỡi dày. Dòng này thì anh chị mình có thể mình cắt những dòng cánh gà hoặc là gà công nghiệp á, những dòng gà tầm khoảng ký rưỡi 2 ký đổ lại thì mình cắt được, nhưng mà không khuyến khích nha chị ăn. Nước sơn zin màu xanh lá, còn thép khung rỉ của hãng Daiwa của Nhật 20.5 cm. Cái này thì lưỡi bén tới mũi rồi. Cắt bịch ni lông 185 240, kéo bếp 186. 186 qua đây, một cây tun của Victorinox anh chị ăn. Cây này thì bán để anh chị mình về lấy phụ kiện thôi. Có cây tô vít này, có đó, có tô vít này, có cái gì đây? Để em coi lại ha. Tô vít này, đồ trừ lại này. Rồi cưa nha, cái còn cái cưa có giá trị này, có cái lưỡi dao dài nên chị. Có cây cưa có giá trị nha chị nha, có cây cưa có giá trị. Rồi một cái lưỡi dao dài nha chị nha, một cái lưỡi dao dài, cây cưa còn rất là đẹp, một cây dũa. Cái lưỡi dao dài cũng còn rất đẹp nha chị nha. Lưỡi dao dài, cưa, dũa. Đó. Bên này cũng còn rất là nhiều chi tiết ha. Nói chung là về anh chị mình lấy phụ kiện nha chị ăn. Rồi cây này mã số 186, giá là 180 nha. 180k một cái tool vít cho anh chị mình lấy phụ kiện. Lấy phụ kiện ha, nhíp ăn đồ này. Mã số 186, em lên mã 187. 187 thì qua dao nha chị ăn, 187 qua dao ha. Rồi, hôm nay thì em có được ba cây dao đẹp nha chị nha, 187. Arisugu ha, Kirisuke của Arisugu luôn. Khâu sừng vàng luôn ha. Một cây dao Takohiri cho anh chị mình làm mực file sashimi ha. Này mã số là 18. 186 ha, 186 đúng không? À 187 chứ. Rồi cây này 550, một cây dao Global dáng Santoku nguyên khối thép Chromova khung rỉ. Tìm giùm em là dòng Global G46 sẽ ra thông tin cây này ha, nguyên khối thép khung rỉ, còn bên mặt thép dán san tô cư anh chị mình mua cho ông bà ở nhà xài ha, vừa sạch sẽ vừa khung rỉ ha và bén giữ cạnh tốt. Cán này thì rửa rất là nhanh,
đó, cán thì thiết kế để mà chống trượt này. Rồi cây Santoku này, cây này thì mình mua mới nó tầm khoảng 2 triệu mấy, thì anh chị mình có thể mua cây này về xài rất là ngon, không rỉ nguyên cây, dễ xài dễ bảo quản. Lưỡi dài 17.2, bản rộng là 4.6 và độ dày là 2 ly ha. Cây này thì ngon lành, mã số 187, giá là 550. Này tay dơ cầm vô ố hơn chị Giang, chứ còn còn nguyên cái vết xước xuất xưởng của thép này. Nói chung là cây này form dáng đẹp nha. Rồi, một cây Santoku 17.2 xăng, mã 187, giá là 550 của Global, của Nhật, nguyên khối không rỉ. 188. 188 cây này nha chị em. Đây là một cây Kiritsuke rốt vát một mặt cho tay phải. Cây này thì khâu sừng trắng ha. Cây này thì hai lớp. Xài xong thì anh chị mình nhớ bảo quản dầu ha. Arisugu cây này thì tình trạng gần như chưa có xài, lưỡi bén nguyên. Kèm theo là vỏ gỗ bên ngoài cho anh chị mình luôn. Đó. Mã số là 188, giá là 850. Cái này anh chị nào mà mình thích xài dáng Kiritsuke và là dành cho anh chị mình đầu bếp, hoặc là mình thích sưu tầm mình xài cũng được. Lưỡi này là mài đá nên chị mình thấy bén cực kỳ, và tình trạng cây này tình trạng rất là mới ha, vân xước dọc còn nguyên zin. Arisugu khâu sừng vàng đó, ngon lành. Vát vào mặt cho tay phải ha, cái này để lâu nó có vài cái vết ố oxy hóa dính không khí thôi, về anh chị mình trà sơ là nó bóng. À, hamon là vân mây ha, hamon sóng lượn như thế này này, nó ố luôn nha anh chị em. Nhìn anh chị mình chơi dao mình nhìn qua là mình biết là trà chút xíu là nó bay rồi. Rồi cái này lưỡi dài Kiritsuke, lưỡi dài 16.8, bản rộng là 3.5 và độ dày là 3 ly rưỡi. Rồi cây này chốt cho em mã số 188, giá là 850. Hàng của Arisugu là một hãng dao nổi tiếng của Nhật. Arisugu em lên mã 189. Cây này là một cây Takohori ha. Cây này thì từ nguyên hộp như thế này luôn. Đó, 189. Cây này thì dao anh chị mình làm mực á, anh chị mình hay làm sashimi mực á, hoặc là bạch tuộc hoặc là cá gì đó thì mình xài cái này nha. Mã số 189. Cây này thì hàng nguyên zin chưa xài, ở trên này có chữ Mizuno này chị. Đó. Rồi cây này thì lưỡi dài 20.8, bản rộng là 2.1 và độ dày là 3 ly ha. Đây là dao sashimi làm mực bạch tuộc hoặc là cá. Khâu sừng vàng, cây này thì gần như chưa xài luôn. Phát một mặt cho tay phải, không xài cho tay trái anh chị nha. Đó, hàng mới nha, hàng đẹp. Này và cái vết ố, nhưng mà cái này là lưỡi zin. Đó, hàng Nhật hồi trước mà tìm được những cây cái lưỡi zin như thế này rất là ít gặp. Đó. Chữ là khắc chìm nha, khắc thủ công từng nét. Rồi, lưỡi dài là 20.8, bản rộng là 2.1 và độ dày là 3 ly. Còn nguyên khâu sừng còn mới tinh này chị. Cái này vết trà này của hãng luôn. Rồi, cái này chốt cho em mã 189, giá là 550 ha. Đó, khâu sừng. Khâu sừng thì làm gì có giá dưới 2 triệu đâu. Rất là mềm nha chị em. Này đợt này cuối năm anh chị mình có săn sale săn dao thì rất là ngon, bán cực kỳ này. Đó. Ok ha. Rồi 1890. Rồi 190 em qua một ít bonsai ha. 190 em qua một cái lưỡi cưa. 190, cái này là hàng cưa lưỡi cưa mộc nhưng mà cưa thủ công ha. Cái lưỡi này mình chưa có rút ra được luôn tại vì nó dính cái gì giấy. Dòng này là dòng thủ công anh chị em, rất là ít gặp mà cưa mộc mà anh chị mình thấy có logo Zojitz hàng nội địa Nhật gắn lên này. Cái này hàng thủ công luôn, ngon này. Dòng này bén cực kỳ nha chị em. Anh chị mình cưa cành, cưa cây hoặc là anh chị mình cưa gỗ làm thợ mộc cũng được nha. Đó, nói chung là cây này thì hàng thủ công xài rất là ngon. Đó. Rồi, cái này về anh chị mình cắm cho cái cán như mây á, cán gỗ mà có quấn mây để mình xài. Nhìn cái lưỡi là khác biệt nha chị nha. Đây. Đây logo Zojitz hàng nội địa Nhật này, SK5M. Đó. Răng từng răng bén cực kỳ. Cái này xài rất là bén. Xài xong thì anh chị mình nhớ xử lý những cái mặt gỗ mặt nhựa cây giùm em ha. Rồi cái này là lưỡi dài 24 cm, răng lên này răng dày, răng lên này răng thưa. Này anh chị mình cưa cành cây cây sống ha, cây có nhựa. Còn này anh chị mình cưa gỗ cũng được. Đó, làm thợ mộc mình xài cái này cũng được. Rồi, cái này chốt cho em mã số 190, giá 120 ha. Một cái lưỡi cương mộng Zojitz nội địa Nhật 24 cm, hai lưỡi. Chạy ra có 60.000 một lưỡi thôi, một bên. Em lên mã 191. Ở đây em có một cái 191 nên giang, một cây cưa 191. Cây này thì hàng xà lướt nhưng mà cán gỗ là thấy xịn rồi ha, cán gỗ xài ngon lành. Cây này thì hàng xà lướt, cưa gỗ, cưa cành cây cũng được, rất rất là bén anh chị em, rất là rám tay. Rồi, cây này thì bao xài cho anh chị mình luôn, bén cực kỳ, dài lưỡi 18 cm. Xài thì anh chị mình vô cái nắp này nó sẽ khóa lại ha, rồi mình bập bập vô. Này như này về em chưa có trà thôi chứ anh chị mình vệ sinh chút xíu là nó láng bóng đẹp lắm, nhưng mà cây này lưỡi mới mới tinh này.
lưỡi rất là rám. Lưỡi 18 sang ngăn, xài xong gấp gọn lại cột cụm dây treo lên cho gọn. Mã số là 191-100-192 cây này. 192 là một cây này, là một cây ghép cành ha. Cây này thì rất là dày, đủ lực để anh chị mình ghi, mình gọt, mình ghép những cái cành mà nó dày dày á, mình gọt vô dày dày để mình xài cái này. Hơi có nhăm nhăm nhẹ thì mình về mình mài sơ thôi nha chị ăn. Cây này thì về mài sơ ha, cây này thì em chưa có mài, mới có đánh bóng vệ sinh sơ thôi. Rồi cây này thì hai lớp thép này, dài. Dòng này dày dặn cứng cáp, mình có thể mình ghi cũng được. Đây có chữ Sugu này nhỉ. Đó. Ai trời, cây này hai mặt luôn nha chị nha. Ngon lành nha, hai mặt tay trái tay phải đều xài được luôn, mới thấy luôn. Hai mặt tay trái tay phải đều xài được nha chị nha. Ba lớp thép luôn, ngon lành luôn. Hàng zin ha, quá trời đẹp luôn. Đó, mới gặp lần đầu luôn. Quá đẹp nha chị nha. Quá đẹp nha, hai lớp thép luôn. Ba lớp thép, hai mặt tay trái tay phải đều xài được ha. Sưu tầm ok, mới gặp lần đầu. Rồi chiều dài cây này 18.2 xăng. Hai mặt mới gặp luôn anh chị, mà ba lớp thép luôn nha. Rồi. Lưỡi bén là tầm khoảng 5 xăng ha. Bản rộng cây này là tầm khoảng 2.2, độ dày cây này tầm khoảng là ba ly rưỡi nha chị ha. 3 ly rưỡi nha. Rồi cây này chốt cho em mã 192, giá là 250. Quá trời ngon nha chị ha. Ba lớp thép. Hai mặt tay trái tay phải đều xài được. Chữ Nhật đầy đủ, dòng là dòng sản phẩm cao cấp này. Đó. Em lên mã 193. Cây này 150 nha chị ha. 193 cây này là vỏ gỗ và cái chốt này bằng sừng ha, và cái nẹp này, cái khâu này cũng bằng sừng luôn nha chị ha, sừng vàng. Cây này xịn nha chị nha. Về vát về anh chị mình mài sơ lại giùm em, hai mặt tay trái tay phải đều xài được này. À quên, cái này thì vạt một mặt cho tay phải thôi nha, không có tay trái, hàng rèn thủ công nha. Đó. Này nó gãy mũi chút xíu, nhưng mà cái này là đủ lưỡi, hai lớp thép dày dặn, về mài sơ lại sử dụng nha. Chứ còn hàng mà làm cán mà làm cái khâu nó bằng sừng như thế này thì ngà như thế này anh chị mình xài hàng xịn nè. Chiều dài phần lưỡi tầm khoảng 17 xăng. Lưỡi bén này dài tầm khoảng hơn 5 xăng ha. Bản rộng tầm khoảng là 2.3 và độ dày cây này tầm khoảng là 2.5. Rồi cây này chốt cho em mã số 193, giá là 150 ha. Đó. Đủ phun lưỡi như thế này, 193. Cái chốt sừng, cái chốt ngà và khâu ngà luôn, 150. Rồi 194 em lên một cây ha. Một cây đục thép trắng nha chị ha, cây đục chữ V thép trắng, cái này anh chị mình đục bonsai, cái này size lớn nha. Và cái này là dòng thép trắng nha chị ha. Thép trắng hai lớp. Đó, thép trắng nha, thép trắng này kháng rỉ tốt nha chị ha, kháng rỉ tốt nhưng mà xài thì vẫn cứ bảo quản giùm em, do đục là họ làm cái hàm lượng carbon rất là cao nên là giữ bén giữ cạnh rất là tốt. Đó. Rồi, cứ hơi nám nám nhăm nhăm sơ thôi, còn lưỡi này là phun đủ lưỡi giùm em. Dòng là dòng đục lớn, đục là đục sỏi không có xài khâu. Anh chị mình cầm tay mình đẩy tới thôi. Đục chữ V size lớn, đục gỗ bonsai cũng được. Chiều dài là tầm khoảng 32 xăng, lưỡi bén một cạnh như thế này tầm khoảng là 18 ly nha chị ăn, 18 ly một cạnh như thế này, đục bonsai ha. Cây này thì xài không biết bao giờ mới hết nha chị ăn, tại vì anh chị mình xài mài đá mà tới tầm khoảng 7 xăng rưỡi mình mới bỏ cái lưỡi này cơ. Rồi, mã số là 194, một cái đục V, thép không rỉ nha. Kháng rỉ nha, 250, size lớn. 195. Rồi, sẵn em qua một cái 95, em lên một cây cắt kẽm ha. 195, cây này thì zin lưỡi 195. Cây này của hãng giống như Sada Yasu hay là hãng này rất là nổi tiếng bên Nhật anh chị. Lâu rồi em quên cái mặt chữ, nhưng mà hãng này rất là xịn nha. Rồi cây này thì anh chị mình thấy này, thiện làm họ rất là hoàn thiện chi tiết, ngón tay làm cái dấu ngón tay này. Rồi lưỡi cắt khít không có hở nha chị ăn, ram đen còn nguyên zin. Đó. Cái hãng này rất là xịn nha chị em. Cái này là cắt kẽm nha chị em, cắt kẽm bonsai giùm em, full zin lưỡi gần như đập hộp luôn á. Rồi chiều dài cây này tầm khoảng 20 xăng, mã số 195, cắt kẽm 400, 196. Ở đây em có một cây cắt cạp xéo ha. Cây này thì cũng zin lưỡi nha chị em, cử còn hở cả khúc này, cử zin luôn ha. Ram đen còn nguyên zin, chữ Nhật đầy đủ, chữ Nhật đây. Đó. Rồi cây này cũng size 20 nha chị em, size 20 giùm em. Đây nó hơi có. Cái này thì không có sao nha chị em, cái này là cái mặt thép thôi, không có vấn đề gì. Nhưng mà được cái là lưỡi zin này, lưỡi có đan chéo vô nhau này, và cử còn hở nãy cả khúc nha chị nha. Rồi mình sưu tầm cũng được, xài cũng được nha chị nha. Này full zin lưỡi luôn á. Rồi mã số 196, cạp xéo 550, chiều dài cái cạp xéo này là size 20.5 xăng. Em lên mã 197. Qua kéo cho bướm đi chị nha, 197 lên cái kéo này đi. 200.
197 là một cây kéo cắt cành của hãng là ARS ha. Cây này thì cán màu đỏ đẹp, Made in Japan, được sản xuất tại Nhật anh chị em. Đó, lưu ý giùm em, đẹp nổi. Made in Japan sản xuất tại Nhật ha, ARS cán đỏ. Cây này thì tay dơ cầm vô nó dính dơ hơn chị, chứ còn cây này lưỡi cái phần cán nó màu đỏ tươi luôn nha. Rồi, lưỡi đẹp anh chị em, full đủ lưỡi. Này thì mạ chrome kháng rỉ, nó hơi có tróc mạ chrome chứ không có bị nhăm vô thép anh chị em. Xài thì cứ rửa lau kỹ, lau nhựa cây xong rồi anh chị mình áo sơ một lớp dầu bảo quản giùm em là được ha, full zin lưỡi này. Rồi cái này mã 197 giá là 200. Em lên mã 198. Rồi cây này một cây tỉa hàng rào của Senkichi full zin lưỡi ha. 198 giá là 250. Rồi anh chị mình thấy đây, chữ Senkichi nha chị em, Senkichi ha. Đó, Senkichi là một hãng cắt cành bonsai nổi tiếng của Nhật. Thường anh chị mình thấy Senkichi ở dao kéo con cá này. Senkichi ở cây kéo cắt cành thủ công cán đúc này. Rồi cái này thì anh chị mình thấy cán có bọc nhựa màu đen, anh chị mình cầm lên tay, cán bằng gỗ này, tem nhãn đầy đủ ha. Cái này có ghi 165. Đó, nói chung là cây này tình trạng là rất là mới nha, full zin lưỡi đàng hoàng. Ốc rời mình mở ra hai mảnh mài thoải mái. Rồi lưỡi bén nha chị em. Lưỡi rất là bén nha. Đó, còn nguyên mặt thép anh chị mình thấy cái vân xước dọc này, bén cực kỳ. Cái này anh chị mình tỉa hàng rào bông trang bông bụp, còn nguyên mặt thép anh chị, bông trang bông bụp, hoặc là anh chị mình tỉa hàng rào tạo hình cây xanh công viên gì cũng được nha. Này thì về nó hơi có dính kiểu như nhựa đó, về anh chị mình trà sơ là nó bóng thôi, tại vì cây này là còn nguyên full zin mặt thép. Rồi thì thường thường cắt họ sẽ ốp cái này xuống, họ cắt như thế này nha chị em, chứ thường thường này bên mình cứ làm như thế này là ngửa lên ha, nó ngược như người ta. Rồi chiều dài cây này lưỡi là khoảng 13 cm và dài tổng thể cây này là tầm khoảng là 65 cm ha. Cây này chốt giùm em kéo tỉa hàng rào ốc rời Senkichi của Nhật, mã 198 250. Em lên mã số 199. 199 qua kéo nha chị nha. Đó, hôm nay thì có rất là nhiều dòng kéo bướm đẹp nha chị nha, 199. Rồi nhiều anh chị mình hỏi em kéo bướm là có cắt dây điện được không, thì cái này anh chị mình cắt dây điện lớn hơn được nha. Đây cắt cái mũi luôn nha chị. Đó. Rồi. Rồi cây này thì là kéo xịn hình giọt nước ha, có chữ bên dưới này, giống như chị mình hay thấy cái hãng mà Wara, Fujiwara, thì cái này có chữ giống như chữ Wara bên dưới nha. Và cây này anh chị mình thấy mộc hàng cao cấp, một chữ vừa khắc chìm vào có màu nhũ vàng ha, màu nhũ vàng nó hơi mờ. Cây này cái kéo hình giòn nước, giọt nước, cái này anh chị mình đổ độ cứng để anh chị mình cắt cành to, hoặc là anh chị mình cắt rễ cây, hoặc là anh chị mình có thể dùng để cắt dây điện, mà anh chị nào mình hay xài kéo bướm để mình cắt dây điện mình cắt được cái kéo này nha. Chiều dài nữa là tầm khoảng 4 cm và dài tổng thể là 16 rưỡi. Rồi cái này thì không đẹp sưu tầm nhưng mà anh chị mình xài rất là có lực, và dòng là dòng xịn á, chữ khắc chìm và mực nhũ vàng, đây nó hơi có bị cấn chút xíu nhưng mà rất là bén rồi, đủ độ ngọt để anh chị mình xài giống như cái bấu thôi. Nói chung là hàng tiện rất là kỹ nha chị nha. Đây mặt thì anh chị mình thấy nó hơi có nám nhẹ nhưng mà không có sao ha, thép cực kỳ dày, này mình cắt càng bự cũng được. Đấy, nó có máu thì chị mình thấy cắt cũng ngọt, không có bị dứt, không có bị nhai nha, cắt là đứt luôn chứ không có bị nhai cành nhai cây ha, và giữ cạnh rất là tốt. Này chị mình cẩn thận xài chắc 5-7 năm là bình thường ha, cái kéo có 180 ngàn thôi, mua mới cũng phải tầm 20 mấy á. Rồi mã số là 199 giá là 180 nha chị nha. Em lên mã số 1200, cây này 220. Cây này là kéo bướm nhưng mà dáng giống như là kéo tỉa dăm. Đó, mình vừa xài giống như kéo bướm, vừa xài như kéo tỉa dăm, cũng dáng hình giọt nước ha. Cái anh chị mình thấy cái chốt nó khía bằng tay từng cái khía như thế này, hàng xịn nha chị nha. Đó, chữ này, đó, chữ nằm trong ô vuông đồng hoàng khắc chìm. Lưỡi đan chéo vô nhau phun đủ lưỡi ha, mặt nó có vài cái vết nhăm sơ thôi. Mình đánh bóng thêm cũng được nhưng mà lưỡi phun zin đẹp. Anh chị mình thấy lưỡi đan chéo vô nhau cả khúc này. Cắt ngọt không có bị nhai cành ha. Đó. Này thì về chịu khó đánh bóng thôi. Này tại vì bên em thì làm sao để anh chị mình về mình cắt nó ngọt là được. Cái thứ hai là làm chuẩn để giữa các anh chị mình xài nó bền. Còn những cái hình thức như là đẹp này kia thì mình có thể mình về mình làm thêm, thì mình có thời gian mình tỉ mẩn ha. Đó, cắt ngọt. Rồi mã số 20 giá 220, một cây kéo tỉa dăm, kéo bướm nhưng mà mình xài những kéo tỉa dăm cũng được. Lưỡi 5 cm và dài tổng thể là gần 18 rưỡi. Em lên mã số 201. Ở đây là một cây kéo bướm thép trắng nha chị em, 380, kéo bướm thép trắng ha. Rồi cây này thì anh chị mình thấy giùm em là để lâu nó hơi có vài cái vết ố thì mình về mình đánh bóng thêm ha, chứ còn cây này là thép trắng kháng rỉ tốt hơn. Đó,
Cây này thì anh chị mình về đánh bóng thêm nên chị ăn, nó hơi có nám nám thì mình đánh bóng thêm, nhưng mà cái này là còn dính keo không, nếu mà anh chị mình chày keo ra mình sẽ thấy cái lộ cái thép trắng ở trong ra đó. Nói chung là cây này mình xử lý là mình xài đan chéo vô nhau này, phun đủ lưỡi ăn, lưỡi thẳng tắp đó, bén cực kỳ. Cái này chắc cắt bịch ni lông cũng được luôn đó. Rồi kéo là cắt bịch ni lông được, anh chị yên tâm ha. Thực ra là kéo bonsai này à, thường thường là không có hạ cái góc mỏng đến mà cắt bịch ni lông đâu. Rồi nhất là sakagen, các dòng sakagen xài chắc 5-7 năm mới phải mài lại, nhưng mà không cắt bịch được bịch ni lông nha chị nha, nhưng mà xài rất là ngon. Rồi mã số 201 giá là 380. Rồi kéo bướm kháng rỉ ăn full zin lưỡi dùm em nha chị em. Đó full zin lưỡi dùm em. Chiều dài lưỡi là tầm khoảng 4,5 và dài tổng thể là 10 gần 17 xăng. Mã 201 giá là 380. Một cây kéo bướm thép trắng về đánh bóng vệ sinh thêm. Mã số 10202. Rồi cây này là một cây kéo bướm ô cát đời cũ nha chị em. À kéo bướm ô cát ha. Mã số 202. Cây này là zin lưỡi nha chị em. Anh chị thấy lưỡi nhọn hoắt này. Đó, đó đan chéo vô nhau. Nguyên mặt thép ha. Okatsune đây, nói chung là đẹp ha. Rồi ốc rời mình có thể mình mở ra hai mảnh thoải mái thoải mái, phun zin lưỡi ha, lưỡi đan chéo vô nhau đủ lưỡi. Lưỡi cây kéo bướm Okatsune anh chị ăn, kéo bướm đúc Okatsune ốc rời. Rồi cây này dài lưỡi tầm khoảng là 5,5 hơn và dài tổng thể là 21 cm. Cái này chốt cho em một cây kéo bướm đúc ốc rời của Okatsune phun zin 202 350. 203 em lên một cây kéo này với cây này cùng hãng anh chị. Đó. Cây này là kéo kéo bướm chán dài ha, kéo bướm giống thiết kế giống như kéo đa năng, giống như kéo tỉa tàn vậy đó. Đây hai cây này cùng hãng anh chị nha. Cây này có rãnh hô lâu ha. Dòng này thì mình xài giống như một cây kéo tỉa tàn anh chị, mình tỉa lá, tỉa cành nhiều á, giống như tỉa tàn. Hoặc là anh chị mình xài cắt cành hoặc là mình tỉa dăm cũng được, thiết kế lưỡi dài đa năng. Mã số 203. Cây này là phun zin lưỡi và có rãnh hô lâu nha chị em. Đây chị mình thấy mặt lưỡi nguyên zin này. Đó, đan chéo vô nhau nguyên zin lưỡi ha. Sơn đen cũng còn đẹp này, ram đen cũng còn đẹp này. Mặt thép ở trên thì đẹp nha chị em. Mặt ở trên thì lưỡi đẹp là không có bị nhăm rỉ ha. Đó, lưỡi đan chéo vô nhau, hai lớp thép anh chị nha. Những cây này hôm nay thì rất là đẹp luôn. Chiều dài lưỡi là khoảng 9,5 và dài tổng thể cây này là size 23, hơn 23, tầm khoảng 23.3 cm. Rồi cây này ngon anh chị nha. Mã số 203 giá 450. Rồi em đã lên tới mã 40203 tập số 24. Anh chị mình thích mã nào nhắn tin điện thoại vào số điện thoại trên tiêu đề. Bấm nút like và nút đăng ký kênh để cập nhật các tập mới ha. Rồi em xin chân thành cảm ơn.